Trưa ngày 18 tháng 12, đông đảo giới nghệ sĩ tại Mỹ đều có mặt để nhìn mặt cũng như chào từ biệt cố nghệ sĩ Chí Tài lần cuối. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoàng Anh và vợ cũ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Hoàng Anh xuất hiện bên cạnh người tình tin đồn Thắm BB, thậm chí Hoàng Anh còn ôm eo người tình tin đồn một cách tự nhiên. Về phần vợ cũ Hoàng Anh, Như Quỳnh, cô đi cùng người bạn thân của mình là ca sĩ Nguyên Khoa, lùm xùm hậu ly hôn của diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ đang là tâm điểm thu hút nhiều sự chú ý. Là một diễn viên truyền hình nổi tiếng với rất nhiều vai diễn ấn tượng, nhất là sau khi tham gia Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 1, Hoàng Anh càng được yêu mến nhiều hơn. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang có nhiều cơ hội, thì tháng 4 năm 2019, nam diễn viên đã quyết định tạm giải nghệ để sang Mỹ đoàn tụ vợ con để tiện chăm sóc con gái nhỏ. Về phía Hoàng Anh, kể từ lúc vợ chồng công khai chuyện ly hôn, anh vẫn chưa lên tiếng. Ngoài ra, trong những lần trả lời phỏng vấn trước đó, nam diễn viên cho biết bản thân chưa hề hối hận về việc bỏ sự nghiệp tại Việt Nam để qua Mỹ. Khoảng thời gian sống cùng vợ con, anh làm rất nhiều nghề để kiếm tiền nuôi con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin tiếp theo nhé.